Thực sự đây là một thời tiết không hề dễ chịu đối với hai đội. Thời tiết của miền Bắc bắt đầu vào hè và rất nóng. Rõ ràng là sẽ ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là đối với các ngoại binh của Hà Nội, những cầu thủ đến từ châu Âu. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp đầu tiên thì Viettel là đội ra bóng trước trong trang phục màu đỏ, bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Đội hình của Viettel trong hiệp đầu tiên trong khung thành đó là thủ môn số 25 Quang Thế Tài, các cầu thủ số 5 Trương Văn Thiết mang băng đội trưởng, số 7 Kaike Venezio, số 9 Trần Ngọc Sơn, số 10 Pedro Paulo, số 1 Gia Hà, số 12 Hồ Khắc Ngọc, số 16 Tống Văn Hợp, số 7 Nguyễn Đức Hoàng Minh, số 33 Dương Văn Hào và số 88 là Bùi Duy Thường. Huấn luyện viên trưởng của Viettel đó là ông Trương Việt Hoàng. Trong khi đó thì với câu lạc bộ Hà Nội, trong khung thành đó là thủ môn số 18 Nguyễn Văn Công, các cầu thủ số 6 Vũ Minh Tuấn, số 8 Đậu Văn Toàn, số 10 Nguyễn Văn Quyết mang băng đội trưởng, số 13 Trần Văn Kiên, số 16 Nguyễn Thành Trung, số 7 Đặng Văn Tới, số 26 Nguyễn Tuấn Anh, số 32 Jack Duro, số 99 Vladimir. Cơ hội cho Hà Nội. Văn Quyết không được. Số 99 Siladi Vladimir và số 38 là Nguyễn Đức Anh. Như đã giới thiệu thì Nguyễn Đức Anh chính là cầu thủ trẻ sinh năm 2003, đội trưởng của U19 Hà Nội vừa lên ngôi vô địch U19 quốc gia vào hồi đầu năm. Một tháng nay thì huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có thêm sự trợ giúp của trợ lý huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Theo quan sát của tôi thì cầu thủ trẻ Nguyễn Đức Anh đang chơi ở vị trí hậu vệ biên trái. Sẽ là những sự trải nghiệm vô cùng quý báu với những cầu thủ trẻ, đặc biệt mới 19 tuổi như là Nguyễn Đức Anh. Còn đây là ông Chung Jae-ho, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số được mở cho Hà Nội, quá bất ngờ, rất nhanh. Cầu thủ ghi bàn đó là Vladimir Siladi. Siladi chưa có được bàn thắng nào ở V-League năm nay. Đây chính là một sự khởi đầu tốt, một sự trở lại tốt khi mà quãng thời gian vừa rồi Hà Nội đã có những chuyến tập huấn và có lẽ là các cầu thủ ngoại binh của Hà Nội có thời gian để tìm hiểu đồng đội mình kỹ lưỡng hơn. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha ghi bàn chính xác là của ai. Khá bất ngờ, bàn thắng đến sớm với câu lạc bộ Hà Nội. Pha sút bóng rất mạnh của Vladimir Siladi. Người có tình huống kiến tạo đó là Nguyễn Tuấn Anh. Ở đầu mùa giải này thì Tuấn Anh còn chơi trong màu áo của câu lạc bộ hạng nhất Quảng Nam. Không có lỗi của cầu thủ Viettel. Trọng tài Mạnh Hải đã thổi phạt Thành Trung. Ngày hôm nay cầu thủ đá cặp trung vệ với Nguyễn Thành Trung đó là Đặng Văn Tới. Thành Trung đã phạm lỗi với Nguyễn Đức Hoàng Minh. Một quả đá phạt trực tiếp dành cho Viettel. Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu này thì Viettel đã thủng lưới với một pha sút xa rất hay của Vladimir Siladi. Đánh đầu! Người bật cao đánh đầu vừa rồi đó là Dương Văn Hào. Và đá phạt của Khắc Ngọc. Hôm nay thì tuyến tiền vệ của Viettel không có sự xuất hiện của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hoàng Đức. Trong khi đó thì hàng công của Hà Nội cũng không có sự xuất hiện của Phạm Tuấn Hải. Cầu thủ đang chơi rất lên chân trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Petro
phạt góc. Ngày hôm nay thì Pedro Paulo không có một người bạn đá cặp rất ăn ý, đó là Giovane Mango. Giovane gặp chấn thương tại V-League. Tiếp tục là phạt góc cho Viettel và người đá phạt vẫn là Khắc Ngọc. Đánh đầu. Phạt góc là chính xác. Đây là một trận đấu ở một giải đấu giao hữu và chắc chắn sẽ là một thế trận mở. Lần này người đá phạt góc không phải là Khắc Ngọc, đó là Tống Văn Hợp, cũng là một cầu thủ rất trẻ của Viettel. Pha bắt bóng chính xác của Văn Công. Thực sự là nhìn mặt sân là chay rất ấn tượng. Văn Kiên. Hôm nay cầu thủ chơi thấp nhất nơi hàng tiền vệ của Hà Nội đó là Đậu Văn Toàn. Tuấn Anh. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Hôm nay thì Hà Nội chỉ sử dụng hai ngoại binh thôi. Họ vẫn còn đó một cầu thủ, đó là Josip Ivancic, cầu thủ người Croatia, cao tới 1m93. Thành Trung. Chắc chắn ở thời điểm hiện tại thì Thành Trung sẽ là một trong những trụ cột nơi hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội. Đã có những thông tin là câu lạc bộ Bình Định đã liên hệ với Thành Trung sau khi cầu thủ này hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng lúc này thì Thành Trung chỉ tập trung thi đấu cho bóng thủ đô mà thôi. Thực tế hàng thủ của Hà Nội vẫn còn có những cái tên vô cùng chất lượng, đó là tuyển thủ U23 Bùi Hoàng Việt Anh và cầu thủ trên băng ghế dự bị ngày hôm nay nữa, đó là Đỗ Duy Mạnh. Duy Mạnh cũng đã trở lại trong màu áo của đội tuyển Việt Nam sau chấn thương vai. Sau rất nhiều đồn đoán thì ngày hôm nay Đoàn Văn Hậu cũng không có tên trong danh sách dự bị của câu lạc bộ Hà Nội. Chấn thương của Văn Hậu vẫn chưa ổn. Và đỡ bóng không tốt vừa rồi là của Siladi, cầu thủ mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 của trận đấu này. Và sút bóng rất đẹp của tiền đạo người Serbia. Hôm nay thì Siladi chơi cao nhất trên hàng công của Hà Nội, trong khi đó thì ngoại binh còn lại đó là Jack Euro đang chơi lệch phải. Và chuyển hướng tấn công rất hay. Siladi, Jack Euro rất nhanh, có thể dứt điểm. Tỷ số là 2-0 cho không vào. Không hiểu sao Văn Quyết đã có thể đá vào xà ngang ở trong bóng vừa rồi được. Một pha căng ngang nửa chuyền nửa sút làm cho chúng ta nhớ tới bàn thắng duy nhất tại UEFA Champions League của Vinicius. Pha căng ngang của Zeduro rất giống với đường chuyền của Van Verde dành cho Vinicius. Nhưng rất tiếc là Văn Quyết lại đá bóng vào xà ngang trong khi khung thành đã bỏ trống rồi. Chúng ta cùng xem lại pha bỏ lỡ quá đáng tiếc của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Hàng phòng ngự khá sơ hở của Viettel khi không có sự chỉ đạo của đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Ngày hôm nay đội trưởng của Viettel đó là Trương Văn Thiết. Ở V-League thì Trương Văn Thiết thường phải thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Văn Hảo dứt điểm. Quá nhẹ.
Ngọc Sơn. Rất hay. Tuấn Anh. Dịch Duro. Khá tự tin. Văn Kiên. Đậu Văn Toàn. Văn Tới. Trong thành phần của cả câu lạc bộ Hà Nội và Viettel có rất đông những cầu thủ đang tập trung trong màu áo của đội tuyển U23 Việt Nam. Về phía Viettel đó là Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung. Những cái tên vô cùng quan trọng trong màu áo của U23 Việt Nam. Nếu như Nguyễn Hữu Thắng không chấn thương thì anh cũng có thể có tên trong danh sách cuối cùng của U23 Việt Nam dự giải vòng chung kết của U23 châu Á. Và một cầu thủ đang chơi cực kỳ nổi bật trong màu áo của đội tuyển U23 Việt Nam đó là Phan Tuấn Tài. Tuấn Tài được Viettel cho Đắk Lắk mượn và với phong độ như vậy thì rất có thể chỉ mùa bóng tới thôi, hoặc là giai đoạn 2 của V-League năm nay thì Tuấn Tài sẽ trở lại với Viettel. Chúng ta biết rằng cánh trái của Viettel là nơi mà đội bóng này đã khuyết khá nhiều trong những năm gần đây. Ngay cả Ngọc Sơn, ngay cả những cầu thủ như là Trần Ngọc Sơn hay là Trương Văn Thiết, cầu thủ đã chám ở vị trí này cũng không để lại nhiều dấu ấn trong màu áo của Viettel. Khi mà đối với cá nhân của Trương Văn Thiết thì hầu hết anh chỉ phòng thủ tốt ở vị trí cánh trái thôi. Trương Văn Thiết không có được những tình huống dâng cao và tạt bóng tốt được như Tuấn Tài. Trong khi đó thì Ngọc Sơn, vị trí sở trường của anh đó là vị trí tiền vệ. Khó có thể nói là Tuấn Tài khi trở về Viettel anh có thể thành công ngay hay không. Nhưng rõ ràng với phong độ của mình thì chắc chắn việc trở về với Viettel là việc vô cùng cần thiết với cả hai. Pha phát bóng tốt của Văn Công, nhưng cũng có thể nói là tình huống đá phạt vừa rồi của Khắc Ngọc là quá xa. Nếu trời mưa và sân trơn thì những tình huống đá phạt như vừa rồi rất lợi hại. Nhưng ngày hôm nay thì thời tiết trên sân Lạch Tray là khá khô ráo, thậm chí là còn khá nóng nữa. Nhận nói thì nhiệt độ trên sân lúc này vào khoảng 34 và 35 độ C, rất nóng. Tuấn Anh. Vẫn là tình huống phối hợp một chạm quen thuộc của Silari và Zeduro. Trong một pha phối hợp như thế thì Silari đã có pha căng ngang rất đẹp để cho Văn Quyết có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Rất tiếc là đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội đã bỏ lỡ khi khung thành của Viettel đã không còn ai đứng ở bên trong nữa rồi. Trương Văn Thiết, người đã cặp với Văn Thiết ngày hôm nay đó là ngoại binh Jaha. Điều mà huấn luyện viên Trương Việt Hoàng rất hay làm ở mùa giải năm nay. Jaha được biết đến như là một tiền vệ có khả năng sáng tạo cao. Rõ ràng lúc này khi mà trong đội hình của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng không có sự phục vụ của Bùi Tiến Dũng cũng như là Nguyễn Thanh Bình thì đó gần như là sự bắt buộc. Ngay cả Trương Văn Thiết ngày hôm nay cũng đã phải thu vào đá trung vệ. Quay. Vẫn còn Văn Hảo. Tạt bóng. Tuyến hai. Cối. Và đánh chặn rất nhanh của Đặng Văn Tới. Khắc Ngọc rất khéo léo. Petro rất thoáng. Văn Hào tạt bóng. Và tạt bóng rất thiếu chính xác của Dương Văn Hào. Mặt sân thì rất đẹp. Và với những tình huống như thế này thì có lẽ chỉ do kỹ thuật mà thôi.
không thể đổ lỗi cho mặt sân được. Và chuyền bóng của Pedro Paulo cho Văn Hào cũng là rất vừa tầm. Vẫn là lối chơi triển khai bóng ngắn nhỏ từ hàng thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Và chuyền bóng không tốt của Trần Ngọc Sơn. Các trận đấu vòng 1 diễn ra vào lúc 16 giờ là trận đấu mà chúng ta đang theo dõi giữa Viettel và Hà Nội. Và lúc 19 giờ ngày hôm nay thì đội chủ nhà Hải Phòng sẽ tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai. Đó cũng là một trận đấu rất hay và hấp dẫn. Cơ hội vẫn còn, đâu mà toàn không vào. Hàng thủ của Viettel đang thi đấu vô cùng lỏng lẻo. Vừa rồi là Vũ Minh Tuấn. Pha đi bóng rất khéo léo của Vũ Minh Tuấn. Đường truyền là của đội trưởng Văn Quyết. Bóng hơi ăn ra má ngoài một chút. Minh Tuấn là cầu thủ có khả năng xử lý tốt trong phạm vi hẹp. Với chấn thương của Trần Nguyên Mạnh thì có lẽ là thủ thành Quang Thế Tài sẽ còn phải bắt chính khá nhiều tại V-League tới đây. Nguyên Mạnh bị chấn thương ở đầu gối trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup cùng châu Á gặp đội tuyển Nhật Bản. Với chấn thương ở đầu gối như vậy thì cũng chưa biết khi nào thì Nguyên Mạnh mới có thể trở lại trong đội hình chính của câu lạc bộ Viettel. Chúng ta biết thì hàng thủ của Viettel thì Trần Nguyên Mạnh là một trong những cầu thủ quan trọng vào bậc nhất cùng với đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Lúc này thì Bùi Tiến Dũng cũng đang bị chấn thương ở cơ khép. Trong hai trận đấu đầu tiên của Viettel tại V-League năm nay, gặp Bình Định và Sài Gòn, khi có sự phục vụ của đội trưởng Bùi Tiến Dũng thì Viettel không để thủng lưới bất kỳ một bàn thua nào và đều với chiến thắng với tỷ số là 2-0. Trong khi đó thì ở hai trận đấu mà Viettel không có sự phục vụ của đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Cơ hội, cái kê không được, vẫn là cái kê phạt góc. Nếu nói thì hai trận đấu không có sự phục vụ của đội trưởng Bùi Tiến Dũng thì Viettel đã hòa Hoàng Gia Lai với tỷ số 2-2 và để thua Hà Nội với tỷ số là 0-1. Trong hai trận đấu không có người đội trưởng của mình thôi thì Viettel để thủng lưới tới 3 bàn. Ngoài việc phòng ngự tốt thì Bùi Tiến Dũng cũng đã có một bàn thắng tại V-League năm nay, đó là bàn thắng trong trận đấu đầu tiên của Viettel trước Bình Định ở mùa giải năm nay. Một pha đánh đầu rất đẹp sau đường truyền của Hoàng Đức. Khắc Ngọc. Vẫn là Khắc Ngọc. Duro. Văn Kiên rất nhanh. Vẫn còn. Pha bỏ bóng của Vũ Minh Tuấn nhưng đồng đội của anh đó là Siladi đã không hiểu ý. Đây là Kai Kê. Đầu mùa giải năm nay thì Viettel đã quyết định nói lời chia tay với cầu thủ người Brazil đó là Bruno Matos, để đưa về Giovane, một cầu thủ chơi rất ăn ý với Bruno. Giovane chính là cầu thủ cũ của câu lạc bộ Hà Nội. Và rõ ràng là Giovane đang chơi rất hay trong áo của Viettel tại V-League năm nay với 3 bàn thắng. Giovane đã bị chấn thương sớm trong trận đấu bù với câu lạc bộ Hà Nội. Trận đấu mà Viettel đã mất rất nhiều những trụ cột. Họ không có Nguyên Mạnh, không có Giovane và không có cả đội trưởng Bùi Tiến Dũng nữa.
phải thi đấu với Hà Nội rất mạnh. Và cuối cùng Viettel cũng đã để thủng lưới. Petro Paulo. Vẫn là Petro. Không có gì cả. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cho rằng đó không phải là một tình huống phạm lỗi của Đặng Văn Tới. Và cùng xem lại tình huống này. Tất cả sẽ thuộc vào quyền nhận định của các trọng tài. Có lẽ trọng tài Mạnh Hải cho rằng là tình huống đưa chân ra vừa rồi của Đặng Văn Tới chưa đủ để cho Petro Paulo ngã như vậy. Nhưng rõ ràng là Văn Tới cũng phải hết sức chú ý với những tình huống tranh chấp như vậy ở trong vòng cấm. Văn Quyết, Đậu Văn Toàn, Trần Văn Kiên. Rất hay, phá vỡ một chạm rất hay. Jack Duro căng ngang. Pha căng ngang chưa đủ tốt của Jack Duro. Tuấn Anh đang bị đau sau pha phối hợp 1-2 với Jack Duro. Hướng tấn công của câu lạc bộ Hà Nội đang là phía cánh phải, nơi có sự xuất hiện của Văn Kiên. Tuấn Anh đang rất đau. Trong màu áo của U23 Việt Nam thì Hà Nội cũng đóng góp những cầu thủ như là Hai Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Văn Tùng nữa. Hà Nội chính là câu lạc bộ đóng góp nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam nhất. Văn Tùng cũng vừa có một bàn thắng rất đẹp trong màu áo của U23 Việt Nam trong trận đấu gặp Thái Lan. Quan Văn Chuẩn cũng đã có những phút được vào sân thay cho Văn Toàn. Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh đều là những cầu thủ khá quan trọng trong màu áo của U23 Việt Nam. Trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam trong trận đấu giao hữu vừa rồi thì những cái tên của câu lạc bộ Hà Nội gồm có Duy Mạnh, Văn Vĩ, Hùng Dũng, Trương Văn Thái Quý và Phạm Tuấn Hải. Đó đều là những cái tên không xuất hiện trong đội xuất phát ngày hôm nay của Hà Nội. Và thẻ vàng đầu tiên của trận đấu thuộc về tình huống phạm lỗi của Ngọc Sơn đối với Tuấn Anh. Và phạm lỗi khá nguy hiểm. Tuấn Anh tỏ ra khá đau. Trong khi đó thì những cầu thủ tập trung đội tuyển trong trận đấu gặp Afghanistan vừa rồi của Viettel, đó là Đức Chiến và Hoàng Đức, ngày hôm nay cũng không có tên trong đội xuất phát. Có lẽ họ cần nghỉ ngơi. Những cầu thủ dự bị của câu lạc bộ Hà Nội: Văn Đạt, Văn Vĩ, Duy Mạnh và cả ngoại binh Ivan Trích nữa. So với hai cầu thủ đang thi đấu ở trên sân, đó là Siladi và Jack Duro, thì Ivan Trích là cầu thủ không có được tốc độ tốt. Bù lại với thể hình của anh, lúc này thì Ivan Trích cũng chưa để lại được nhiều dấu ấn trong những phút mà anh được huấn luyện viên Chu Jae Ho tung vào sân tại V-League năm nay. Nhiều người đã cho rằng thậm chí để cho Tuấn Hải chơi ở vị trí tiền đạo mục tiêu có lẽ còn hiệu quả hơn so với Ivan Trích. Pha đột phá và căng ngang khá hay của Siladi. Phản công dành cho Viettel. Tốc độ của Kai Kê. Kai Kê là cầu thủ có tốc độ tốt. Vẫn là pha dứt điểm quá nhẹ. Trước đó là tình huống làm chậm tốt của Trần Văn Kiên.
Nguyễn Đức Hoàng Minh rất nhanh. V-League năm nay thì Hoàng Minh cũng đã có một bàn thắng. Đó là bàn thắng vào lưới của Hoàng Gia Lai. Trận đấu mà Viettel đã phải rượt đuổi tỷ số rất vất vả mới có được trận hòa trên sân Pleiku. Cho dù đó là một trận đấu mà cao thủ Gia Lai đã thi đấu rất hay. Bàn thắng của Hoàng Minh trong trận đấu đó được ghi ở phút thứ 83 sau đường chuyền của Nguyễn Hữu Thắng. Coi! Tiếp tục là một tình huống dứt điểm trúng đích nữa của Viettel, nhưng lại đi quá nhẹ. Petro Paulo. Pha đánh đầu, pha bóng của Thành Trung vô tình tới vị trí của Paulo Petro ở tuyến 2. Bóng đã đúng cái tầm chân trái của cầu thủ người Brazil rồi. Tỷ lệ dứt điểm trúng đích của Viettel đang là 4, trong khi đó Hà Nội mới chỉ là một lần, và đó là bàn thắng của Siladi. Pha chuyển hướng tấn công quá sâu. Tình huống dứt điểm trúng xa ngang của Văn Quyết sẽ không được tính là pha dứt điểm trúng đích. Tại V-League năm nay thì Viettel đã ghi được 6 bàn, trong đó thì Giovane ghi 3 bàn. Ba cầu thủ còn lại, mỗi cầu thủ ghi được một bàn, đó là Hoàng Minh, Bùi Tiến Dũng và Petro Paulo. Trong khi đó thì vào lúc này thì Hà Nội mới chỉ có 2 bàn thắng tại V-League mà thôi. Đó đều là những chiến thắng 1-0 của đội bóng thủ đô trước Viettel và Thanh Hóa. Những cầu thủ ghi bàn cho Hà Nội vào lúc này tại V-League đó là Trương Văn Thái Quý và một cầu thủ đã rời đội bóng, đó là Nguyễn Quang Hải. Quang Hải ghi bàn trong chiến thắng cảm xúc của Hà Nội trước Thanh Hóa tại sân Hàng Đẫy. Và Thái Quý ghi bàn trong trận đấu giữa Viettel và Hà Nội. Bàn thắng của Thái Quý đến từ pha đá phạt cực kỳ tinh quái của Đỗ Hùng Dũng và Văn Quyết. Hai những người đã quá hiểu nhau trong màu áo của Hà Nội. Nhìn vào đội hình của Hà Nội tại V-League này thì có thể thấy đội bóng thủ đô luôn là một những đội bóng top đầu về lực lượng, về những cá nhân trong đội hình. Thời tiết ngày hôm nay thực sự rất nóng và sẽ có loạt cooling break dành cho hai đội. Đó là một điều hợp lý thôi. Khi V-League tạm hoãn thì các đội bóng phía Bắc đang ở một trạng thái thời tiết rất mát mẻ. Chúng ta cùng một lần nữa xem lại pha dứt điểm rất đẹp của Siladi. Không có lỗi của Quang Thế Tài, pha sút bóng quá mạnh. Đây chỉ là một giải đấu giao hữu nhưng thực sự khá hấp dẫn, ngay cả về số tiền thưởng. Đội vô địch sẽ được nhận số tiền thưởng lên tới 1,5 tỷ đồng. Đó là một khoản tiền khá lớn. Ở giải đấu năm nay thì các đội bóng sẽ được đăng ký 30 cầu thủ cho mỗi trận đấu. Và tối đa cho mỗi trận đấu sẽ được thay 7 cầu thủ. Nhưng 7 cầu thủ đó sẽ tính cả thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Và trong hai hiệp thi đấu chính thức thì mỗi đội chỉ được thay tối đa 5 người thôi. Giải đấu sẽ được diễn ra theo thể thức vòng tròn tính điểm. Thứ hạng của các đội cùng điểm sẽ được tính theo thứ tự ưu tiên. Đó là chỉ số đối đầu, hiệu số bàn thắng bại giữa các đội, hiệu số bàn thắng bại toàn giải. Và đến cuối cùng, nếu tất cả các chỉ số bằng nhau thì sẽ xét theo điểm số fair play. Đây là những cầu thủ không đăng ký trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là Đoàn Văn Hậu và Thanh Lương. Chấn thương của Đoàn Văn Hậu là một chấn thương thực sự đã diễn ra cách đây rất lâu rồi. Anh bị sụn chêm đầu gối, chính xác là vào tháng 9 năm 2020 sau quãng thời gian trở về từ Heroin. Sau đó thì anh đã phẫu thuật lần 1
tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2020. Chỉ 6 tháng sau đó thì anh đã có trận đấu đầu tiên của mình sau phẫu thuật, đó là trận đối đầu với Malaysia tại vòng 2 vòng loại World Cup châu Á năm 2022. Đó là trận đấu Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Sau đó thì anh lại tái phát chấn thương, và đó cũng là trận đấu chính thức gần đây nhất mà chúng ta nhìn thấy Văn Hậu thi đấu. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2021 thì anh quyết định có ca phẫu thuật thứ hai diễn ra tại Hàn Quốc để chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối. Và sau rất nhiều đồn đoán thì ngày hôm nay Văn Hậu vẫn chưa thể góp mặt trong đội hình của câu lạc bộ Hà Nội, cho dù chỉ là trên băng ghế dự bị mà thôi. Huấn luyện viên Chu Duy Hồ đã nói rằng sẽ không mạo hiểm để sử dụng Văn Hậu trong những giải đấu như thế này. Cho dù rõ ràng Văn Hậu là một những cầu thủ quan trọng bậc nhất, không chỉ trong màu áo của Hà Nội mà thậm chí cả màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam nữa. Một cầu thủ có thể trạng và thể chất rất hiếm của bóng đá Việt Nam. Việt Nam chúng ta vừa vô địch tại SEA Games vừa rồi mà không có Đoàn Văn Hậu. Thực tế nếu như có Văn Hậu ở SEA Games vừa rồi thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ mạnh lên rất rất nhiều. Pha chuyền bóng không ấn tượng của Đậu Văn Toàn vừa rồi cần một tình huống chuyền bóng bổng hơn để vượt qua hàng phòng ngự bên phía Viettel. Nguyễn Đức Hoàng Minh Khắc Ngọc, khá hay, cái kê vẫn còn lợi thế cho Viettel. Và xử lý chính xác của trọng tài Mạnh Hải, khi không còn lợi thế nữa thì sẽ là một tình huống đá phạt trực tiếp cho cầu thủ Viettel. Cầu thủ phạm lỗi là Đặng Văn Tới. Văn Tới là cầu thủ thi đấu mạnh mẽ nhưng đôi khi anh có những tình huống phạm lỗi không thực sự tỉnh táo. Chúng ta có thể nhớ tới tình huống mà trọng tài Mạnh Hải đã nhận định anh không phạm lỗi với Petro Paulo trong vòng cấm. Nhưng đó chính là một lời cảnh báo cho trung vệ bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Và bây giờ sẽ là một pha đá phạt trực tiếp cho Viettel. Với góc sút này, với cái chân trái của Petro Paulo sẽ là một tình huống nguy hiểm. Ngày hôm nay trong đội hình của Viettel không có sự xuất hiện của Giovane Mango, thì người thực hiện rất có thể sẽ là Petro Paulo. Petro cũng là một chân sút phạt tốt của Viettel. Liệu Kai Kê hay là Petro Paulo sẽ thực hiện tình huống đá phạt này đây? Và cả Khắc Ngọc cũng là một trong những chân sút phạt cực kỳ hay của Viettel. Không được. Một tình huống đá phạt không tốt của Kai Kê. Bóng đi quá nhẹ và cũng thiếu chính xác nữa. Nếu bóng đi vào cầu môn vừa rồi thì cũng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Văn Công thôi. Vì thực tế là bóng đi rất nhẹ. Điều đó cho thấy là kỹ năng đá phạt của Kai Kê không tốt. Phút thứ 35 trận đấu và tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về câu lạc bộ Hà Nội, với bàn thắng duy nhất ở phút thứ 3 do công của Vladimir Siladi. Văn Công đang có vấn đề ở cổ chân rồi. Ban huấn luyện của câu lạc bộ Hà Nội có sự xuất hiện của tân trợ lý, đó là huấn luyện viên Lê Đức Tuấn. Sau chức vô địch U19 quốc gia thì huấn luyện viên Lê Đức Tuấn của U19 Hà Nội đã được đôn lên đội 1. Đây là Phạm Tuấn Hải, Tấn Trường, Đỗ Duy Mạnh. Rất có thể trong hiệp yếu thứ 2 thì Tuấn Hải sẽ vào sân. Năng lượng của Phạm Tuấn Hải luôn rất dồi dào. Tuấn Hải đã có những bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo của đội tuyển quốc gia, cho dù đó chỉ là một trận đấu giao hữu thôi, nhưng sẽ là một tiền đề vô cùng thuận lợi để cho cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội có thể phát triển tốt hơn. Trong màu áo của Hà Nội thì Tuấn Hải cũng đã có những bàn thắng đầu tiên, cho dù đó chỉ là những bàn thắng ở cúp quốc gia, nhưng chắc chắn sẽ làm cho Tuấn Hải tự tin hơn rất nhiều.
Đậu Văn Toàn rất bình tĩnh. Văn Quyết không được. Và chỉ có 1-2. Có cảm giác không tốt của Siladi. Như nói thì điều kiện thời tiết sẽ là một cản trở vô cùng lớn với những cầu thủ đến từ châu Âu như là Siladi và Judorek. Và đó cũng là vấn đề của Ivancic nữa. Còn khi đó thì với thời tiết như này, với các cầu thủ Brazil và các cầu thủ đến từ châu Phi sẽ là thuận lợi hơn rất nhiều. Cái kể không có lỗi. Minh Tuấn, Văn Quyết, vẫn là Văn Quyết. Siladi, Siladi dứt điểm ngay. Tỷ số là 2-0. Quá hay. Lại là một pha sút xa nữa rất đẳng cấp. Cần phải nhìn một Siladi như thế này ở V-League. Chỉ là một trận đấu giao hữu thôi, nhưng chúng ta có thể thấy là Hà Nội vẫn khát khao hơn. Hàng phòng thủ của Viettel chơi không tốt. Về hài lòng của ông Chu Jae Ho. Ông Chu Jae Ho chỉ nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội trước khi V-League diễn ra khoảng vài ngày thôi. Trước khi dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội thì ông Chu Jae Ho chưa bao giờ dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp nào cả. Ông chỉ dẫn dắt những đội bóng ở lứa U. Cao nhất là lứa U19 của những câu lạc bộ trẻ của Hàn Quốc thôi. Nhưng những phát biểu của ông trước khi V-League diễn ra thì ông rất tự tin. Ông chấp nhận thử thách rất lớn này và sẽ cố gắng đưa câu lạc bộ Hà Nội lên ngôi vô địch tại V-League năm nay. Thế thì những trận đấu đầu tiên của Hà Nội tại V-League, họ thi đấu cũng chưa thực sự quá trơn tru, nhưng có lẽ cần phải cho ông Chu Jae Ho thêm thời gian nữa. Bàn thắng 2-0 đến từ phút thứ 37 cũng là một bàn thắng của Vladimir Siladi. Và người chuyền bóng đó là Văn Quyết. Đậu Văn Toàn. Và rất nhiều đời huấn luyện viên, nhưng sơ đồ của Hà Nội vẫn không thay đổi, vẫn là sơ đồ 4-3-3, cũng có thể gọi là 4-1-4-1. Đức Minh, Pedro Paulo rất thoáng, dứt điểm. Pha bắt bóng không dính của Văn Công, nhưng Cai Kề thì không nhập thành kịp. Đương nhiên là huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và các cộng sự của mình không thể hài lòng với một thế trận như thế này, với một hàng thủ khá lỏng lẻo. Biết rằng ngày hôm nay Viettel không có những cầu thủ tốt nhất như hàng phòng ngự, nhưng với việc để thua rất chóng vánh hai bàn với một cách dễ dàng như vậy thì là một điều rất khó chấp nhận đối với Viettel, đội đương kim vô địch tại V-League. Cơ hội dành cho cầu thủ Viettel. Tạt bóng. Tình huống căng ngang không qua được Nguyễn Thành Trung. Thành Trung càng ngày chơi càng điềm tĩnh và rất hay trong màu áo của Hà Nội. Ngọc Sơn. Văn Hào. Văn Hào. Không hề hợp lý một chút nào cả. Quá chậm. Một
tình huống căng ngang bằng chân trái của Văn Hào sẽ là hợp lý hơn trong pha bóng vừa rồi. Khắc Ngọc rất tốt, lấy đầu, bóng đã tới được đầu của Pedro Paulo. Nhưng bàn thắng vẫn chưa tới với Viettel. Pha tạt bóng tốt của Khắc Ngọc. Văn Tới cũng đã gây áp lực tốt đối với Pedro Paulo trong pha bóng vừa rồi. Anh đã cùng bật nhảy với tiền đạo Brazil và đương nhiên là khiến cho tư thế dứt điểm của Pedro Paulo không thực sự thoải mái. 10 pha dứt điểm của Viettel so với 4 của Hà Nội, nhưng đương nhiên là Hà Nội chơi hiệu quả hơn. Những pha dứt điểm của Viettel thì có những tình huống dứt điểm trúng đích thì lại đi quá nhẹ, trong khi đó thì có những pha dứt điểm không trúng đích thì lại đi thực sự rất thiếu chính xác. Thực tế thì chưa có một tình huống dứt điểm nào được coi là thực sự nguy hiểm của câu lạc bộ Viettel cả, cho dù hôm nay họ đã dứt điểm cầu môn tới 10 lần. Trong khi đó thì có lẽ là 4 pha dứt điểm trúng đích 2 thì Hà Nội có 2 bàn thắng. Siladi. Ta có thể nhìn thấy là rất đông các cầu thủ Hà Nội, trong khi đó thì Viettel đang tỏ ra rất uể oải. Không có lỗi việt vị của Văn Quyết trong pha bóng vừa rồi. Một pha bóng mà Hà Nội lên bóng rất nhanh với số đông cầu thủ, trong khi đó thì Viettel thậm chí là chỉ có 5 cầu thủ phòng ngự trong pha bóng vừa rồi thôi. Thời tiết là nắng nóng, thể lực bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng đây chính là điều kiện thời tiết chung mà cả hai đội sẽ phải chịu đựng trong trận đấu này, chứ không riêng gì Viettel cả. Một thời tiết mà sẽ cần tới rất nhiều những sự ý chí của các cầu thủ để vượt qua. Cái nắng nóng lên tới 35 độ C tại sân Lạch Tray. Ngày hôm nay thì độ ẩm cũng rất cao, lên tới 60%. Và đương nhiên là thi đấu với một thời tiết như thế này, với một điều kiện như thế này, thực sự là rất mệt. Cho dù các cầu thủ cũng đã có cho mình loạt calling break ở phút thứ 30 trong trận đấu này. Rất thoáng, Hoàng Minh, phía trong là Kai Kê. Chậm mất rồi. Cầu thủ chặn được pha tạt bóng vừa rồi đó là Nguyễn Đức Anh. Nguyễn Đức Anh khá nhanh. Chưa cần phải hết hiệp thi đấu đầu tiên thì Tuấn Hải đã chuẩn bị được chung vào sân. Không biết là anh thay ai. Có thể sẽ là Jack Duro chăng? Không. Anh sẽ vào sân để thay cho Tuấn Anh, cầu thủ đã bị đau sau pha va chạm với Trần Ngọc Sơn. Tình huống mà Tuấn Anh đã phối hợp 1-2 rất hay với Jack Duro. Và anh đã cố gắng thi đấu cho tới những phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Cầu thủ vào sân để thay cho Tuấn Anh đó là Phạm Tuấn Hải. Tuấn Hải là một cầu thủ đa năng. Anh có thể chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công cũng như là một những vị trí nơi hàng tiền vệ. Nhưng Tuấn Hải thường phát huy hết sức mạnh của mình khi chơi ở phía trong hơn là anh chơi ở vị trí bám biên. Đây là một cầu thủ có cảm quan không gian tốt ở vị trí trung lộ hơn là ở vị trí đứng lệch cánh. Khả năng tạt bóng của Tuấn Hải cũng không ấn tượng. Vì vậy khi để anh chơi ở vị trí biên có lẽ là một sự lãng phí. Hy vọng rằng những bàn thắng trong màu áo của đội tuyển quốc gia sẽ làm Tuấn Hải tự tin hơn nhiều trong màu áo của Hà Nội tại V-League tới đây. Nhưng mà thực tế thì tiền đạo Ivancic có vẻ như không chiếm được sự tin tưởng đến từ ban huấn luyện của câu lạc bộ Hà Nội. Và thực sự nếu chơi như thế này thì rất nhiều khả năng là ở giai đoạn 2 V-League năm nay thì Ivancic sẽ bị thay thế. Với Hà Nội thì họ luôn đòi hỏi
những ngoại bình có chất lượng chuyên môn cực cao. Ngay cả Oseni, một những ngoại bình đã được chứng tỏ mình tại V-League, đã bị câu lạc bộ Hà Nội quyết định thay thế bằng Silardi. Pha phù hợp hay, Nguyễn Đức Anh. Khá tự tin. Rất tốt. Văn Quyết. Hà Nội vẫn đang kiểm soát bóng tốt hơn so với Viettel. Minh Tuấn. Lợi thế dành cho Hà Nội. Cơ hội. Và dứt điểm của Tuấn Hải. Những tình huống tấn công của Hà Nội sắc nét hơn so với Viettel. Nhưng vừa rồi không phải là một tư thế dứt điểm dễ dàng. Trương Văn Thết cũng đã có pha khép góc khá tốt. Nếu như tình huống dứt điểm của Tuấn Hải vừa rồi chính xác thì sẽ vào tầm phòng ngự của Trương Văn Thiết. Hiệp 1 sẽ có 4 phút bù giờ. Và đây đã là phút bù giờ cuối cùng rồi. Không được. Thực sự thì trong những năm gần đây, lối chơi của Viettel luôn để lại rất nhiều những câu hỏi. Lối chơi của Viettel vẫn chưa được hình thành một cách thực sự rõ ràng. Họ vẫn dựa khá nhiều vào hàng phòng ngự vững chắc. Như vậy là tiếng còi kết thúc hiệp đầu tiên của trọng tài Mạnh Hải đã vang lên. Tỷ số là 2-0 nghiêng về câu lạc bộ Hà Nội với một lối chơi sắc sảo hơn. Cầu thủ ghi hai bàn thắng cho Hà Nội đó có những bước chạy trở lại trong màu áo của đội tuyển quốc gia sau chấn thương vai. Như vậy là hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Với hai bàn thắng có được trong hiệp thi đấu đầu tiên thì chắc chắn là Hà Nội sẽ còn chơi kiểm soát bóng tốt hơn nữa, trong khi Viettel sẽ phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Trước mắt là rút ngắn tỷ số đã. Đúng như vậy, Gia Hà đã được đẩy lên chơi cao hơn khi mà Viettel đang bị dẫn trước tới hai bàn thua, thì đó là điều hợp lý và cần thiết. Cặp trung vệ của Viettel lúc này là Cao Trần Hoàng Hùng và Trương Văn Thiết. Với sự mạo hiểm này thì Viettel nếu như không ghi được những bàn thắng thì họ sẽ gặp nhiều áp lực hơn. Tuấn Hải cầm bóng rất chắc chắn. Văn Vĩ. Xuân Tú. Khi còn khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở dạng nhất thì Xuân Tú chơi rất hay. Thậm chí có những thời điểm huấn luyện Phạm Minh Đức đã từng đánh giá Xuân Tú có lối chơi còn hiện đại hơn so với Phạm Tuấn Hải. Nhưng sau khi trở về với câu lạc bộ Hà Nội, quá ít thời gian được thi đấu và Xuân Tú đã không còn là chính mình nữa. Trong khi đó thì với việc ở lại với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi ở V-League thì Tuấn Hải đã tiến bộ một cách vượt bậc. Rõ ràng là đối với các cầu thủ trẻ, việc được thi đấu nhiều ở trên sân sẽ là một việc vô cùng cần thiết. Hy vọng rằng thời gian tới Xuân Tú được tạo điều kiện thi đấu nhiều thì anh cũng sẽ trở lại với được phong độ tốt của mình. Vì đây là một cầu thủ được đánh giá khá cao ở cấp độ các giải trẻ cũng như là giải hạng nhất quốc gia. Văn Quyết vẫn là một mảnh ghép vô cùng quan trọng trong lối chơi của câu lạc bộ Hà Nội. Đặc biệt là khi Nguyễn Quang Hải đã nói lời chia tay với đội bóng thủ đô. Duy Mạnh.
Và phạm lỗi nguy hiểm của Cai Kề. Có vẻ như đã có thẻ vàng cho số 7 của Viettel. Cai Kề phạm lỗi với Văn Kiên. Thẻ vàng thứ hai của trận đấu này và cả hai thẻ vàng đều thuộc về câu lạc bộ Viettel. Thẻ vàng đầu tiên thuộc về Trần Ngọc Sơn ở hiệp 1 với pha phạm lỗi với Nguyễn Tuấn Anh. Đặng Văn Tới. Như vậy là Thành Trung rời sân để nhường chỗ cho Duy Mạnh. Đức Anh rời sân nhường chỗ cho Văn Vĩ. Jack Duro rời sân để nhường chỗ cho Xuân Tú. Này thì Hà Nội chỉ còn chơi với một ngoại binh duy nhất, đó là Siladi thôi. Và cắt bóng của Đặng Văn Tới. Xuân Tú chuyển bóng hơi mạnh, rất nguy hiểm. Chắc chắn là sau tình huống này sẽ có thẻ cho Jaha. Và chuyển bóng quá mạnh của Văn Quyết dành cho Siladi. Chỉ là một trận đấu giao hữu thôi. V-League chuẩn bị quay lại rồi, chính xác là ngày 2 tháng 7 đã có thẻ vàng cho Jaha rồi. Và phạm lỗi rất nguy hiểm của Jaha đối với Phạm Tuấn Hải. Vào ngày 24 tháng 6 tới đây thì câu lạc bộ Viettel sẽ chính thức bước vào những trận đấu đầu tiên tại AFC Cup năm nay. Giải đấu được diễn ra trên sân vận động Thống Nhất. Tại AFC Cup năm nay thì như nhận định của các chuyên gia thì Viettel nằm ở bảng đấu khá dễ thở, khu vực bảng Y, nơi có sự góp mặt của Hung Vang United, Singapore, Phnom Penh Crown của Campuchia và Hathawadi United của Myanmar. Nếu chơi đúng sức của mình thì Viettel chắc chắn sẽ vượt qua vòng bảng thôi. Đặc biệt là được thi đấu trên sân nhà. Cho dù Thống Nhất không phải là sân nhà của Viettel, nhưng rõ ràng là thi đấu trên lãnh thổ của Việt Nam sẽ là một nguồn động viên vô cùng lớn. Cơ hội cho Viettel. Beto Paulo không vào. Vừa rồi là Cai Kề, cơ hội thực sự nguy hiểm nhất của Viettel kể từ đầu trận đấu tới giờ, nhưng Cai Kề lại dứt điểm vào xa ngang. Lỗi rồi, lại là lỗi của Jaha. Đậu Văn Toàn đang rất đau. Chúng ta xem lại tình huống tấn công nách trung lộ rất hay của Viettel. Pha căng ngang của Bùi Duy Thường. Người dứt điểm là Petro Paulo, đúng vào cái chân trái của anh rồi. Pha căng ngang rất chất lượng đến từ Bùi Duy Thường. Và đó cũng là pha phối hợp có nét nhất của Viettel kể từ đầu trận đấu. Petro Paulo chính là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất bên phía Viettel, cũng chính là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất trong trận đấu này. Nhưng vừa rồi mới là pha dứt điểm chất lượng nhất của anh. Không may là bóng đi vào xà ngang khi anh đã đánh bại được Văn Công rồi. Trận đấu vẫn tiếp tục. Lỗi của Văn Quyết với Jaha sẽ có pha đá phạt trực tiếp. Trong hiệp 1 thì Hà Nội đã có một cầu thủ bị chấn thương và phải rời sân, đó là Nguyễn Tuấn Anh. Và trong hiệp đấu thứ hai này thì Viettel có những tình huống phạm lỗi rất nguy hiểm. Pha vào bóng của Cai Kề với Văn Kiên, của Jaha với Phạm Tuấn Hải và Đậu Văn Toàn. Và đó đều là những thẻ vàng.
Đầu hiệp 2 thì Hà Nội đã may mắn thoát thua. Petro. Và đá phạt của Petro Paulo không khác gì tình huống đá phạt trong hiệp 1 của Khắc Ngọc cả. Bóng đi đập đất. Như đã nói với thời tiết khô như này và không hiểu ý nhau. Goal! Phạm Tuấn này rất nhạy cảm. Một pha bóng thực sự lúng túng nơi hàng thủ của Viettel. Rất khó hiểu. Không có ai có một sự tác động nào quá nguy hiểm cả. Quang Thế Tài đã băng ra và anh đã mắc lỗi. 3-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng huấn luyện viên Trung Kiều Hồ rất lo với trường hợp của Silali khi thấy tiền đạo này vẫn đang nằm sân. Pha ghi bàn dễ dàng của Phạm Tuấn Hải. Và phát bóng trực diện rất hay của Trần Văn Công. Đương nhiên là không thể có lỗi của Silali trong pha bóng vừa rồi được. Quang Thế Tài băng ra, va chạm với Cao Trần Hoàng Hùng. Rất khó hiểu. Nghĩa nói thì với việc Viettel bổ sung những cầu thủ trên hàng công, nhưng ở hàng thủ lại là một trung vệ rất trẻ, đó là Cao Trần Hoàng Hùng. Và đương nhiên đó sẽ là những điểm yếu để Hà Nội khai thác trong những đợt phản công ở hiệp yếu thứ hai. Lúc này tỷ số là 3-0. Quá ít động lực để cho cao thủ Viettel có thể nghĩ tới một trận hòa trong trận đấu này thôi, chứ chưa nói là một chiến thắng. Thời tiết thì rất nóng nực. Văn Vĩ đang rất đau. Một pha kê chân. Có lẽ pha kê chân của Nguyễn Đức Hoàng Minh. Sự năng nổ của Hoàng Minh là chưa đủ để giúp cho cánh phải Viettel có được những tình huống xâm nhập nguy hiểm. Sila đi rời sân. Rất có thể người vào sân đó là Ivancic. Một trận đấu dễ dàng như thế này thì Ivancic sẽ cần phải thể hiện được mình nhiều hơn. Đây là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong hiệp 1 ở phút thứ 37. Chạm bóng, chỉnh bóng rất gọn gàng và sửa bóng. Hy vọng rằng CD sẽ giữ được phong độ như thế này khi V-League quay trở lại. Và tiền đạo người Croatia Ivancic đã vào sân. Anh cao tới 1m93. Thực tế thì Ivan Trịnh đang để lại rất nhiều những thất vọng trong những phút thi đấu tại V-League năm nay. Hy vọng rằng những giải đấu giao hữu như thế này khiến cho các ngoại binh của Hà Nội lấy lại được sự tự tin. Mùa giải trước thì Viettel cũng đã chơi tại vòng bảng của AFC Champions League, nơi mà họ đã thu được tới 6 điểm. Nhiều người nói rằng là thành tích của Viettel là tốt hơn so với Hoàng Anh Gia Lai mùa giải này, nhưng thực tế thì mọi chuyện rất khác. Hoàng Anh Gia Lai ở một bảng đấu được coi là tử thần với những ông lớn của châu Á, trong khi đó thì ở mùa giải trước Viettel ở cùng bảng với những đội bóng như là Ulsan Hyundai, đó chính là đội bóng được coi là mạnh nhất tại khu vực bảng F của Viettel. Hai đội bóng còn lại đó là Phantom United của Thái Lan và Kaya FC của Philippines. Thực tế thì ở AFC Champions League mùa giải trước, Viettel chỉ có được 2 chiến thắng đến từ đội bóng rất yếu của Philippines, đó là Kaya FC. Với việc giành trọn 6 điểm thì Viettel đã hơn thành tích của Gia Lai năm nay có được 5 điểm. Rồi! Đã có trạng thái chuột rút của Nguyễn Đức Hoàng Minh. Điều đó cho thấy rằng là quãng thời gian chuẩn bị thể lực của Viettel thực sự gặp vấn đề. Đây mới chỉ là khoảng phút 60 của trận đấu này thôi, nhưng Hoàng Minh đã có trạng thái chuột rút rồi.
Chắc chắn chỉ ít phút nữa thôi thì Hoàng Minh cũng sẽ được thay thế bằng một cầu thủ khác. Với một cầu thủ ưa thích chơi với lối chơi tốc độ như Hoàng Minh thì đã bị chuột rút rồi, rất khó có thể thể hiện được những gì tốt nhất. Duy Thường. Không được, và cắt bóng của Duy Mạnh. Với việc Viettel đề cao đội hình thì Hà Nội sẽ có những đợt phản công hết sức nguy hiểm, và trong một đợt phản công nhanh từ pha phát bóng của Văn Công, bàn thắng đã tới với Tuấn Hải. Rồi 3-0 rồi, bàn thắng của Ivan Trích, bàn thắng đầu tiên. Nhưng đây chỉ là một giải đấu giao hữu thôi. Thực tế thì ở những giải đấu giao hữu trước mùa giải V-League thì Ivan Trích cũng đã ghi bàn cho Hà Nội rồi. Nhưng dù sao thì hy vọng rằng những bàn thắng như thế này sẽ đem lại nguồn cảm hứng cho Ivan Trích. Ivan Trích được coi là một tiền đạo mục tiêu đích thực. Tốc độ anh không cao, nhưng khả năng làm tường và khả năng chơi đầu của Ivan Trích được đánh giá cao hơn so với Siladi và Jack Duro. Pha căng ngang của Lê Xuân Tú và cắt mặt hay của Ivan Trích. Nhưng cũng có thể thấy là sự non nớt của Cao Trần Hoàng Hùng trong pha bóng vừa rồi. Ivan Trích đứng ở phía sau trung vệ bên phía Viettel, nhưng khi bóng rời chân của Lê Xuân Tú, Ivan Trích đã cắt mặt Hoàng Hùng một cách dễ dàng, đệm lòng tung lưới thủ thành Quang Thế Tài. 4-0 cho Hà Nội. Phút thứ 60, Duy Thường. Một sự chuẩn bị hết sức lo lắng của Viettel. Ngày hôm nay thì Viettel không có nhiều trụ cột, nhưng nên nhớ rằng Hà Nội cũng thi đấu với rất nhiều những cầu thủ không phải là trụ cột của mình trong đội hình. Đó không phải là lý do chính cho một thất bại rất đậm vào lúc này của Viettel với tỷ số 0-4 trước Hà Nội. Thậm chí vào lúc này thì Hà Nội chỉ chơi với một ngoại binh duy nhất, đó là Ivan Trích mà thôi. Trong khi đó thì Viettel vẫn chơi đủ với ba ngoại binh: Petro, Kaike và Jaha. Petro Paulo. Quá khó khăn. Và phòng ngự ép Petro Paulo vào một góc rất khó của Văn Kiên. Văn Quyết. Rõ ràng là nhìn lối chơi của Hà Nội là gắn kết và chắc chắn hơn rất nhiều so với Viettel. Họ cầm bóng tốt hơn, chơi ngắn nhỏ tốt hơn. Vào ngày 24 tháng 6 thì Viettel có những trận đấu đầu tiên của mình tại AFC Cup. Trong khi đó thì Hà Nội vào ngày 26 tháng 6 cũng sẽ có trận đấu bù trên sân Thiên Trường. Đó là trận đấu bù tại vòng 3 V-League, trận đấu gặp Nam Định. Kể từ khi quay trở lại V-League vào mùa giải năm 2019 thì Hà Nội chỉ có một chiến thắng duy nhất trước Hà Nội tại V-League. Đó là vào mùa giải năm 2021, mùa giải đã phải dừng lại vì dịch Covid-19. Và đầu trong tất cả những trận đối đầu giữa Hà Nội và Viettel thì phần thắng đều nghiêng về Hà Nội. Và Viettel cũng chỉ kiếm được một trận hòa duy nhất, đó là mùa giải năm 2020 với tỷ số 1-1. Điều đó cho thấy là khả năng vượt trội của đội bóng
Hà Nội so với Viettel. Trận đấu giữa Viettel và Hà Nội luôn được coi là một trận derby thủ đô. Rõ ràng là trong thời gian gần đây, ngay cả mùa giải mà Viettel lên ngôi vô địch trong năm 2020, thì đội bóng áo lính cũng không thể vượt qua được Hà Nội bất kỳ một trận đấu nào. Hai trận đấu lượt đi và lượt về ở mùa giải năm 2020 thì Viettel đều hòa Hà Nội với tỷ số 0-0 và 1-1. Nghĩa nói thì chiến thắng duy nhất của Viettel kể từ khi quay trở lại V-League năm 2019 trước Hà Nội thì lại đó lại là một mùa giải mà V-League đã phải hủy bỏ. Trương Văn Thái Quý, một những cầu thủ cũng rất quan trọng cho màu áo của Hà Nội trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong thời gian mà Văn Xuân đã gặp phải một chấn thương nặng. Thái Quý là một cầu thủ đa năng, anh có thể chơi được ở vị trí tiền vệ trung tâm cũng như là vị trí hậu vệ biên phải. Văn Vĩ, Thái Quý, trong trận đấu giao hữu giữa Kazakhstan vừa rồi thì Thái Quý cũng là cái tên được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên tập trung đội tuyển cùng với Văn Vĩ và Đỗ Duy Mạnh nữa. Thực tế thì với việc Duy Mạnh sẽ gắn bó với đội bóng thủ đô cùng với sự trưởng thành của Bùi Hoàng Việt Anh cũng như là sự dự phòng đến từ Văn Tới, pha chơi bóng của Xuân Tú dành cho Ivan Trích, sự dự phòng của Văn Tới thì hàng phòng thủ của câu lạc bộ Hà Nội cũng không thực sự đáng lo ngại. Đó là chưa tính cả trường hợp khi Văn Hậu hoàn toàn bình phục chấn thương, sẽ là một phương án quá tốt để hàng phòng thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Lúc này là lúc mà huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ thử nghiệm những cầu thủ trẻ. Tỷ số lúc này không còn quá quan trọng nữa rồi. Tuấn Tài vào sân thay cho Khắc Ngọc. Và cầu thủ rời sân như đã nói thì Nguyễn Đức Hoàng Minh. Và lúc này thì Hoàng Đức và Đức Chiến có lẽ là cũng không cần thiết phải vào sân với một thế trận như thế này nữa. Viettel sẽ tập trung vào những đối thủ tiếp theo, đó là Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng. Như đã giới thiệu thì vào lúc 19 giờ ngày hôm nay cũng trên kênh Off Football, trận đấu thứ hai của vòng 1 giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ được chúng tôi tường thuật. Trong khi đó ở loạt thi đấu thứ hai vào ngày 6 tháng 6 lúc 16 giờ Hà Nội gặp Hoàng Anh Gia Lai, và vào lúc 19 giờ Hải Phòng sẽ đối đầu với Viettel. Và thi đấu cuối cùng của Cúp Tứ Hùng sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6 vào lúc 16 giờ thì Viettel gặp Hoàng Anh Gia Lai, và vào lúc 19 giờ Hải Phòng sẽ đối đầu với Hà Nội. Những trận đấu hết sức thú vị, và tất cả các trận đấu cũng sẽ được chúng tôi tường thuật trên kênh On Football. Rồi. Và cắt bóng tốt của Đặng Văn Tới. Liên tiếp là những cái tên trẻ được huấn luyện viên Trương Việt Hoàng tung vào sân. Những giải đấu như thế này là quãng mà Viettel cũng như Hà Nội và Hải Phòng với Gia Lai nữa sẽ tận dụng tối đa những gì được coi là tốt nhất để thử nghiệm những cầu thủ trẻ. Những cầu thủ còn rất trẻ. Pedro Paulo rời sân, nhường chỗ cho Trần Hoàng Sơn. Cầu thủ vào sân đó là Phạm Văn Phong.
Trần Hoàng Sơn cũng đang chuẩn bị được huấn luyện viên Trương Việt Hoàng tung vào sân trong hiệp đấu thứ hai này. Văn Phong vào sân để thay cho Kai Kê. Trong khi đó thì Trần Hoàng Sơn có lẽ vào sân để thay cho Pedro Paulo. Các ngoại binh của Viettel để lại nhiều sự thất vọng trong những phút mà họ thi đấu ở trên sân, đặc biệt là Kai Kê, Vinicius. Còn Pedro Paulo chỉ để lại một ấn tượng duy nhất, đó là tình huống dứt điểm dội xà ngang của Văn Công ở những phút đầu của hiệp 2. Và lối chơi của Viettel thì cũng chưa thể hiện được quá nhiều điều, quá nhiều những sự rời rạc, cộng thêm với 3 thẻ vàng họ đã phải lĩnh cho tới lúc này của trận đấu của Ngọc Sơn, Jaha và Venezio Kaike. Người phạm lỗi là Ivancic. Không có ai đón được pha căng ngang vừa rồi cả. Lỗi của Zaha với Ivancic. Đầu mùa giải này, Viettel chia tay với rất nhiều những công thần của mình, góp công vào chức vô địch năm 2020. Đó là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn và Việt Phong. Cầu thủ chạy cánh trái đó là Đàm Tiến Dũng, một cầu thủ dường như không bao giờ được thi đấu trong màu áo của Viettel. Khi rời đội bóng này tới câu lạc bộ Thanh Hóa thì đang chơi rất nổi bật trong màu áo của Thanh Hóa. Đó đôi khi cũng là những điều mà người ta đặt dấu hỏi về cách dùng người của câu lạc bộ Viettel. Khá nhiều những cầu thủ ra đi không chơi trong màu áo của Viettel thì lại chơi rất hay trong màu áo của câu lạc bộ khác. Đôi khi sử dụng những cầu thủ chỉ là sự tin tưởng. Và đó là cũng là trường hợp của cầu thủ chơi cánh trái Tuấn Tài đang chơi cho Đắk Lắk. Trần Văn Đạt vào sân để thay cho Vũ Minh Tuấn. Trước SEA Games thì đã có những thông tin về chấn thương của Văn Đạt và anh không có tên trong danh sách cuối cùng của U23 Việt Nam. Vì cũng theo nhiều nguồn tin thì Văn Đạt là một trong những tiền đạo mà huấn luyện viên Park Hang-seo rất ưa thích. Xuân Tú. Văn Quyết. Văn Quyết không hiểu ý Trương Văn Thái Quý trong tình huống chơi bóng 1-2 vừa rồi. Đã là phút thứ 72 của trận đấu rồi và chưa có những dấu hiệu thấy là Viettel có thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Xuân Tú. Không được. Tuấn Hải băng lên rất trống trải nơi phía cánh trái, nhưng trong pha bóng vừa rồi thì rất khó để cho Xuân Tú có thể quan sát được người đồng đội của mình. Còn đương nhiên đối với Ivancic thì anh không phải là một tiền đạo có tốc độ để có thể đón được những đường truyền dạng như vừa rồi, những đường truyền vào khoảng trống. Và đội bóng rất dở của Đinh Tuấn Tài. Tài, Văn Phong đều là những cầu thủ rất trẻ. Văn Quyết phạm lỗi với Văn Phong.
Nội pressing tốt. Tuấn Tài rất khó có thể triển khai bóng lên phía trên. Lúc này thì cầu thủ Hà Nội đang pressing đối với những cầu thủ trẻ vừa vào sân của Viettel. Có lẽ là loạt scoring break trong hiệp đấu thứ hai. Hà Nội cầm bóng nhiều hơn, họ luân chuyển bóng nhiều hơn, và đương nhiên Viettel phải đuổi bóng và sẽ mệt hơn. Hiện nói thì cho dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu thôi, đối với những trận đấu được coi là derby thủ đô thì ngay cả những trận đấu tập thì các đội bóng thường chơi rất quyết tâm, đến cả những cấp độ đội trẻ nữa. Những trận đấu giữa Viettel và Hà Nội luôn luôn không có sự khoan nhượng. Đức Huy, Văn Dũng, Văn Hậu và Thanh Lương. Người ngồi cạnh Đức Huy đó là thủ môn Trần Nguyên Mạnh của Viettel. Cầu thủ cũng đang gặp một chấn thương gối. Số như thế này thực tế là không thể là một tỷ số vui được. Mọi người có thể nghĩ cho một thất bại của Viettel ngày hôm nay, nhưng ngay ở những phút 60 của trận đấu này thì tỷ số đã là 4-0 nghiêng về Hà Nội, thì đó là một tỷ số khá khó tin. Duy Thường, không thể thành bàn và không thể là một cơ hội nguy hiểm với những tình huống rút xa như vừa rồi. Khả năng cầm bóng của các cầu thủ Hà Nội là tốt hơn hẳn. Đang bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ Viettel rất khó có thể lấy bóng trong chân của các cầu thủ Hà Nội. Và mỗi khi họ có bóng thì triển khai tấn công một cách vô cùng nôn nóng. Ta có thể nhìn thấy tình huống dứt điểm của Bùi Duy Thường. Đó cũng là lựa chọn được coi là tốt nhất có thể rồi. Cũng chẳng có cầu thủ nào hỗ trợ cho Duy Thường cả. Và ngăn chặn tốt của Văn Vĩ trước tình huống xuống bóng của Phạm Văn Phong. Hai cầu thủ chơi cánh phải của Viettel lúc này là Văn Phong và Tuấn Tài còn rất trẻ. Văn Kiên, chắc chắn chỉ phút nữa thôi thì sân Lạch Tray sẽ rất đông khán giả. Họ vào xem đội bóng của chính mình, đó là Hải Phòng sẽ có trận đấu với Hoàng Gia Lai. Sân Hải Phòng thời gian gần đây rất đông khán giả, đó cũng là điều dễ hiểu. Lúc này Hải Phòng đang đứng đầu bảng xếp hạng ở V-League với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Tại
vòng 16 đội ở cúp quốc gia năm nay. Thì Viettel có chiến thắng rất đậm với tỷ số 5-0 trước Cần Thơ. Trong khi đó thì Hà Nội cũng có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trên sân Đồng Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng. Vậy là cả hai đội Viettel và Hà Nội cũng đã ghi tên mình vào vòng đấu tứ kết của cúp quốc gia năm nay. Cao Trần Hoàng Hùng, Trương Tiến Anh, quá đơn giản. Duy Thường, tạt bóng, này thì người đã chơi cao nhất trên hàng công của Viettel đó là số 18 Trần Hoàng Sơn. Trương Tiến Anh rất khó cho Văn Phong, pha bóng như vừa rồi trong một phạm vi hẹp đối đầu với những cầu thủ rất kinh nghiệm bên phía Hà Nội, cụ thể đó là Đỗ Duy Mạnh. Rồi, rất ngon hẳn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-4. Người ghi bàn đó là Trương Tiến Anh. Khoảng cách quá lớn khiến cho hàng phòng thủ của Hà Nội đã có đôi chút lỏng lẻo. Cũng phải nói là tình huống dứt điểm vừa rồi của Trương Tiến Anh cũng rất mẫu mực. Ít nhất thì cũng sẽ có một chút hứng khởi đối với hàng công của Viettel trong những phút thi đấu tiếp theo. Pha chuyền bóng hỏng khá ẩu của Lê Xuân Tú đã tạo ra một pha bóng 4-3 của Viettel. Pha tiếp bóng đầu tiên của Trương Tiến Anh cũng rất hay. Và đương nhiên là pha kiến tạo của Phạm Văn Phong cũng khá tốt, đến từ một đường chuyền khá cầu thả của Lê Xuân Tú. Các đồng đội của anh đang băng lên. Xuân Tú đã có một đường chuyền không chính xác. Chất lượng đường chuyền của Xuân Tú là rất tồi, đã vặn sườn Trương Văn Thái Quý đến đúng vị trí của Văn Phong. Bàn thắng cho Viettel. Tỷ số là 1-4 ở phút thứ 83. Đánh đầu. Rồi, dứt điểm, không vào. Pha phối hợp rất hay của cầu thủ Hà Nội. Người dứt điểm cuối cùng đó là Phạm Tuấn Hải. Pha bẻ lòng ở góc xa. Người đánh gót đó là Ivan Trích. Chắc chắn là Quang Thế Tài đã bó tay với pha bóng như vừa rồi rồi. Bóng đi chệch cột dọc. Pha đánh gót có cảm giác tốt của Ivan Trích cho Phạm Tuấn Hải. Dứt điểm với số lượng gần gấp đôi của Viettel so với Hà Nội.
nhưng sự hiệu quả thì lại thua xa. Văn Quyết hay, tiếp tục là cơ hội cho Hà Nội. Trận đấu tiếp tục, không có phạt đền. Tình huống xâm nhập của Trần Văn Đạt. Trương Văn Thiết cũng đã chuột rút rồi. Đúng là Viettel có một quãng thời gian chuẩn bị thể lực rất nhiều vấn đề. Không có bất kỳ một cầu thủ nào của Hà Nội gặp trạng thái về thể trạng cả, ngoài những chấn thương của Tuấn Anh trong hiệp đấu đầu tiên. Ngay cả một lão tướng như Văn Quyết vẫn đang thi đấu rất nhàn nhã, không có bất kỳ một trạng thái nào về thể lực cả. Còn đây là pha chuyền bóng rất hay của Văn Quyết cho Văn Đạt. Chính xác. Và can thiệp chính xác đến từ Nguyễn Xuân Kiên. Và đương nhiên là không thể có phạt đền. Xem lại pha phối hợp giữa Ivan Trích và Phạm Tuấn Hải, và chỉ có may mắn mới cứu thua cho Quang Thế Tài. Ôi, tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-4 cho các cầu thủ Viettel. Những phút thi đấu vô cùng mất tập trung nơi hàng phòng thủ của Hà Nội. Người ghi bàn đó là Trần Hoàng Sơn. Phút thứ 88 rồi. Ít nhất đó cũng chính là sự hứng khởi của những cầu thủ vào sân thay người bên phía Viettel, Trương Tiến Anh và Trần Hoàng Sơn. Và bắt bóng rất hớ hình của Văn Công. Nỗ lực của Viettel, nhưng có thể thấy rằng các bàn thua của câu lạc bộ Hà Nội đến từ sai lầm cá nhân của đội bóng này. Bàn thắng đầu tiên của Viettel đến từ sai lầm cứu chuyền bóng của Lê Xuân Tú, và vừa rồi là một tình huống bắt bóng lỗi rất khó chấp nhận của Văn Công. Cho dù lúc này tỷ số đang vẫn là rất cách biệt của Hà Nội với Viettel, nếu như những tình huống mắc lỗi như vậy diễn ra tại một giải đấu chính thức như là V-League và thậm chí là cúp quốc gia thôi, thì thật khó để cho các cầu thủ có thể sửa chữa những sai lầm của mình.
tình huống lộn xộn nơi khung thành của Viettel. Trận đấu vẫn tiếp tục. Thái Quý không được. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, trận đấu giữa Viettel và Hà Nội, trận đấu trọng khuôn khổ, trận đấu đầu tiên của giải giao hữu Cúp Tứ Hùng diễn ra tại Gạch Chai Hải Phòng. Hình ảnh là chủ tịch của câu lạc bộ Hải Phòng cũng như là chủ tịch của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Văn Trần Hoàn và ông Đoàn Nguyên Đức. Không còn cơ hội cho Viettel nữa. Rõ ràng đây đúng là tỷ số của một trận đấu giao hữu thôi. 4-2 nghiêng về Hà Nội. 4 phút bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Bốn trận đấu gần đây nhất diễn ra giữa Viettel và Hà Nội thì chỉ có nhiều nhất một bàn thắng được ghi. Trận đấu nhiều tỷ số nhất giữa Hà Nội và Viettel kể từ khi Viettel quay trở lại với V-League. Đó là trận thua của Viettel trước Hà Nội với tỷ số 2-5 ở mùa bóng năm 2019. Đó là trận đấu lượt về của mùa giải năm 2019. Văn Quyết. Văn Quyết đã có tuổi nhưng thi đấu rất bền bỉ. Trương Văn Thái Quý. Của Quang Thế Tài vẫn còn và không chế bóng rất hay của Văn Vĩ. Không được, và chuyển bóng hơi mạnh một chút của Văn Vĩ. Chuyển bóng bằng chân không thuận. Tốc độ của Trương Tiến Anh, nhưng người bọc lót là Đỗ Duy Mạnh và đứng vị trí kinh nghiệm của trung vệ đội tuyển quốc gia. Văn Quyết. Thế thì trong 4 bàn thắng của câu lạc bộ Hà Nội thì cũng có một tình huống đến từ sai lầm nơi vòng ngự của Viettel. Đó là pha băng ra và va chạm của Quang Thế Tài với trung vệ của đồng đội của mình, đó là Cao Trần Hoàng Hùng. Và Tuấn Hải rất thoải mái đá vào lưới trống. Nhưng nhìn vào thế trận trận đấu này thì rõ ràng là Hà Nội là đội chơi hay hơn, gắn kết hơn. Và đương nhiên chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng thôi. Thì dẫn với tỷ số rất sâu rồi, đặc biệt là trong một trận đấu giao hữu như thế này thì Hà Nội cũng không muốn tăng tốc nữa. Họ cầm bóng chơi. Và bàn thắng chỉ đến với Viettel từ những sai lầm cá nhân phía đội bóng Hà Nội thôi. Văn Phong. Những giải pháp rất chậm của Văn Phong. Văn Quyết khá hay. Văn Đạt. Phút bù giờ cuối cùng, chính xác hơn là những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu này rồi. Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Mạnh Hải đã vang lên. Tỷ số cuối cùng là 4-2 nghiêng về câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số xứng đáng với các bàn thắng được ghi do công của Vladimir Siladi, hai bàn trong hiệp 1. Tuấn và Hải nâng tỷ số lên 3-0. Sau đó